Cứu ta với! Cứu ta với! Sao vậy? Đừng giết con ta! Bên đây! Đừng để con ta chạy mất! Mau lên! Mau! Mau lên! Mau! Ở trên kia kìa! Ở trên kia! Không được qua đây! Đừng để giám binh tới! Ta tự sát ngay lập tức đó! Không! Không qua được rồi ha! Không có qua! Được! Các ngài bắt ta! Không phải vì muốn uy hiếp cha ta sao? Nếu như ta chết, cha ta nhất định sẽ báo thù cho ta! Ngược lại là các ngươi phải ăn nói thế nào với chủ tử! Còn không mau cút đi! Cút! Cút! Cút ngay! Đừng làm liều đó! Chúng ta đi! Đừng kích động nha! Chúng ta ra ngoài chờ. Dạ. Đằng cha và A Tỷ sẽ nhìn thấy khói gì đặc, biết được mình đang ở đây. Bồ Tát phù hộ, hãy phù hộ con. Bồ Tát phù hộ, xin hãy phù hộ con. Bồ Tát phù hộ, xin hãy phù hộ con. Xin phù hộ con lần này. Trời ơi, cháy rồi. Mau cứu hỏa. Mau, cháy rồi. Mau lên. Mau lên, mau 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 lên, mau lên, cứu hỏa, mau lên đi, mau lên, mau lên, mau lên, mau 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 lên, lửa lớn quá vậy, lửa lớn, mau lên, mau lên, đi mau, mau lên, mau lên. Ê, khói bụi từ đâu tới vậy? Bên đó cháy rồi. Hình như là biệt viện của thái sư. Là hắn, là hắn đã đưa già la đi. Chủ thượng, chuyện đó thuộc hạ đã xử xế ổn thỏa rồi. Lát nữa rồi nói. Không nên chờ thêm nữa. Bây giờ độc cô già la đang ở trong tay chúng ta, chính là biệt viện Tây Sơn. Già la? Chẳng phải chủ thượng vẫn đang đau đầu phải làm sao khiến độc cô tính nghe lời sao? Độc cô già la là ấu nữ ông ta thương yêu nhất, bây giờ tính mạng người này đang nằm trong tay chúng ta. Thuộc hạ không tin là độc cô tính đó vẫn còn dám tiếp nhận vị trí thừa tướng. Cái gì? Ngươi đã bắt độc cô già la? Ai kêu ngươi làm vậy? Thuộc hạ làm như vậy cũng là vì muốn san sẻ với chủ thượng đại nhân. Bị diện trái rồi, xem chuyện tốt mà ngươi làm đi. Lão già, già la bị bắt cóc rồi. Hả? A Tỷ! Già la! Già la! Già la! Già la!
Bảo lên kia, Dạ La, cẩn thận đó. Dạ La, ta tới đây. Cẩn thận. Đừng kéo ta. Nóng vội cũng vô ích, nghĩ cách đã. Dùng đầu nghĩ cách đã. Bàn Nhật tỷ, ta có một cách, không biết có thể thử được không? Chỉ cần có thể cứu được Dạ La, cách gì cũng được hết. Giúp ta. A tỷ. Dạ La, muội phải cẩn thận. Cứ tỷ tỷ ở đây đừng sợ, sẽ cứu muội xuống ngay. Còn đứng đợi ra đó làm gì? Mau qua đây giúp đi. Mau lên. Hãy thành lớp đây, nhanh lên. Nhanh lên đi. A tỷ. Dạ La, mau nhảy xuống đi. Yên tâm, mọi người sẽ đỡ muội. Dạ La, đừng căng thẳng, nhảy lên giải là được rồi. Dạ La, đừng sợ, nhảy xuống mọi người sẽ đỡ được muội. Muội không sợ. Dạ La, cẩn thận. Đừng sợ, có tỷ ở đây, mau nhảy xuống đi. Nhảy đi, chúng ta sẽ đỡ muội mà. A tỷ, nếu muội có mệnh hệ gì thì giúp muội chăm sóc cho. Muội không được nói lung tung, muội phải sống cho ta, sống cho thật tốt. Nhảy xuống đi, bọn ta chắc chắn sẽ đỡ được muội. Dạ La. Dạ La. Nhanh lên. Dạ La. Đi thôi đi. Ta đi tìm được cô bác phụ. Nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi muốn làm gì cũng được, nhưng không được làm hại người nhà của ta. Ngươi lại bắt cóc Dạ La sao hả? Ngươi muốn lấy nó làm con tin, sau đó uy hiếp phụ thân của ta không được tiếp nhận vị trí thừa tướng hay sao? Hay ngươi giết nó, sau đó giết chết ta, giết chết cả nhà độc cô ta? Câm miệng. Từ nay về sau, ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Chuyện ngày hôm nay ta hoàn toàn không biết. Ngươi. Dạ La, ngươi đừng nhiều lời nữa. Bây giờ ta lập tức phải đưa Dạ La về nhà cứu chữa. Nếu như người dám ngăn cản, ta nhất định sẽ róc từng miếng thịt trên người của ngươi. Nếu để nàng tiếp tục hiểu lầm ta, thì thà rằng bây giờ nàng róc sống ta từng đau còn hơn. Bàn Nhược, ta dựa vào tên của mẫu thân ta mà thề với nàng, chuyện ngày hôm nay ta hoàn toàn không biết gì hết. Thái sư quả nhiên là có khí thế, không ngờ dám ra tay với người nhà của độc cô tính ta. Đã tạ ơn tương trợ của điện hạ. Đại nhân, nếu như ngài không để tâm tới tình cảm xé nát thể diện, vậy ta cũng không cần khách khí với ngài nữa. Chức vị thừa tướng ta chắc chắn sẽ tiếp nhận. Nếu thấy sự có bất kỳ thủ đoạn nào thì cứ việc sử dụng luôn đi. Bạn nhân, chúng ta đi. Chủ thượng, Ca Thư,
bây giờ nên thu dọn kết cục thế nào đây? Chủ thượng, thuộc hạ không phải tìm đến cái chết, vì lão phu nhân từng dặn thuộc hạ phải hầu hạ chủ thượng cả đời. Nhưng hôm nay thuộc hạ đã phạm lỗi lớn, sẽ lấy mất thay mạng để tạ tội. Hôm nay chủ thượng tha thuộc hạ không chết, vậy thuộc hạ nguyện tiếp tục hầu hạ người chờ tới khi người hoàn thành đại nghiệp. Thuộc hạ sẽ lấy cái chết để tạ tội người. Trên triều tuyên triệu, phụ thân Dương Trung của ngươi vì sao không tới? Nếu như các đại trụ quốc khác chỉ vì một chút bệnh giặc mà kháng mệnh, vậy thì triều đình còn ra cái gì nữa? Thái sư bớt giận, cha thần... Không, gia phụ tuyệt đối không phải là giả bệnh. Thần dám thề với trời, vốn dĩ người cũng muốn tới, nhưng kết quả là ngày đó uống quá nhiều nên ngã trên giường xuống. Không, là ngã từ trên ngựa xuống cho nên... Được rồi. Trên triều tấu sự, thích hợp thì hãy bẩm báo. Dương Kiên, ngươi thất lễ như vậy, còn không nhanh tạ tội với thánh thượng, sau đó mau lui xuống đi. Thánh thượng, vậy thần xin cáo từ trước. Đứng lại, ta vẫn chưa hỏi xong mà. Thừa tướng đại nhân muốn bảo vệ con rể tương lai, chuyện này không thể quở trách. Nhưng chuyện quân quốc đại sự thì có chỗ không thỏa đáng. Lời này của thái sư không đúng rồi. Tuyên triệu là ý chỉ của thánh thượng, Dương Kiên có được lui không cũng nên do thánh thượng hạ chỉ mới phải. Đúng vậy, quả nhân thánh thượng cân nhắc quyết định. Được, vậy thần xin hỏi thánh thượng, muốn tấn công Bồ Phản mà Trần Lưu quân công trấn thủ, người có biết ở đó có bao nhiêu binh lính, bao nhiêu nhân khẩu, sưu thuế những năm này bao nhiêu không, Tề Quốc đánh nơi ấy bao nhiêu lần? Thánh thượng, ở trước mặt bá quan, xin người mau nói đi. Làm sao đây? Biết nói không sao? Biết nói gì hết. Nếu thánh thượng không biết, vậy thì chúng thần đây chỉ có thể phân ưu thôi. Theo như thần thấy, Bồ Phản cách kinh thành không thể 500 dặm, Dương Trung và cả nhiều bệnh không thể quay về, vậy thì không cần trấn thủ ở đó nữa, thì cứ dứt khoát giao lại binh trong tay cho triều đình xử lý đi. Không thể được đâu mà. Hôm nay thái sư làm sao vậy? Sao cứ ép người quá đáng? Hơn nữa ngày ấy rõ ràng biết quan hệ của Trần Lưu quận công và Độc Cô Tín thừa tướng mà. Xin thái sư thận trọng lời nói. Các chư quốc đều trấn thủ các nơi về triều đình. Nếu như chỉ có chút xung đột nhẹ rồi lại có hai lòng với triều đình, hoặc miễn chức hoặc thu quyền, vậy không phải làm nguội lạnh tấm lòng tướng sĩ trong thiên hạ sao? Ngày tháng còn dài, làm gì có còn ai dám dốc sức cho triều đình nữa. Nói thì nghe đường hoàng lắm. Nếu như sau này các nước đều bắt chước theo Dương Trung xem thánh chỉ như không, tùy tiện cáo bệnh không lên triều, vậy chấn chỉnh kỷ cương thiên hạ thế nào? Xin hỏi thừa tướng có dám đảm bảo mỗi người bọn họ đều một lòng trung thành, tuyệt đối sẽ không một dạ hai lòng hay không? Nếu không chắc, quân quyền của Dương Trung ta sẽ thu lại. Đừng cướp chức quan này của ta. Sao lại ngất xỉu vậy chứ? Mặc dù Dương Kiên chỉ là một quận công thế tử, nhưng trên người cậu ấy hiện vẫn đang có quân hàm của tán kỵ thường thị. Ngài bức ép người ta như vậy tới mức bệnh cũ tái phát, đúng là tổn thất tới đại thể triều đình. Được, nếu như ngài cố ý ép buộc, Độc Cô Tín ta cũng có thể đưa ra lời thề trước mặt bá quan. Các chư quốc cũng đều giống như ta vậy, đều là những người huynh đệ tốt, cùng theo tiên đế vào sinh ra tử. Ta có thể lấy danh tiếng tính mạng của ta ra đảm bảo, bọn họ nhất định không có làm phản trắc. Đúng rồi. Thánh thượng, Dương Kiên bệnh tình nguy cấp, thần thân là trưởng bối của ấy, tuyệt đối không thể bằng quan được. Khẩn xin thánh thượng cho thần cáo lui để mời thầy kê thuốc cho Dương Kiên.
Người đâu? Mau đỡ Dương đại nhân vậy. Dạ. Nào. Dừng lại đi. Mau lên. Nè. Cẩn thận rồi. Cẩn thận. Nè. Đâu? Cẩn thận nha. Tôi thôi. Ngươi mau mời đại phu tới đây. Dạ, lão gia. Bá phụ. Hiền đệ à, mai mà con cơ mù lành trí mới diễn được vở tuồn hay như vậy. Có điều quá thiệt thòi cho con rồi. Bá phụ khách sáo với con như vậy là coi con như người ngoài rồi. Dù sao con giả làm bao cát cũng không phải ngày đâu. Nhưng còn bá phụ phải bảo vệ gia phụ, không ngờ lại lập lời thề độc như vậy. Trung Quốc ở các nước thế nào trong lòng ta hiểu rõ hơn ai hết. Mặc dù trong lòng của họ luôn bất mãn với Vũ Giang Hồ, nhưng ta tin là họ sẽ không bao giờ phản lại triều đình. Chỉ cần chúng ta ngăn được Vũ Giang Hồ lấy lại quân quyền của các Trung Quốc thì hắn sẽ không thể hoành hành ở triều đình. Nên cũng chỉ là một lời thề thôi, có khó khăn gì đâu. Dương đại ca. Nhị cô nương, từ từ thôi. Mạng đà. Cha, nghe nói Dương đại ca quên ấy, rốt cuộc quên ấy sao rồi? Con yên tâm đi, Dương đại ca của con không có gì nghiêm trọng đâu, chẳng qua là gặp chút sợ hãi mà thôi. Vậy con đi thăm huynh ấy. Đi. Kiên ca ca, lúc muội mới nghe được tin về huynh, trái tim muội muốn vỡ tan luôn. Đừng lo nữa, không sao hết. Đừng lo nha. Được muội chăm sóc tận tình như vậy, ta sẽ nhanh chóng khỏe lại. Thiếu gia. Sao vậy? Chuyện là đại phu tới rồi. Mời vào trong. Từ từ. Mời. Cha, sao tự dưng Kiên ca ca lại bị thương vậy? Ngã từ trên ngựa xuống sao? Yên tâm đi Mạn Đà, Kiên ca ca của con không có gì nghiêm trọng đâu. Dương thế tử sức khỏe không tốt, cơ thể yếu ớt, do trải qua lo lắng phẫn nộ, máu không có lưu thông nên bị như vậy. Cần điều dưỡng nhiều hơn. Làm phiền đại phu rồi. Sao đột nhiên sức khỏe không tốt, cơ thể yếu ớt chứ? Được rồi Mạn Đà, con đừng quá lo. Đại phu chỉ nói hơi nghiêm trọng một chút thôi. Nếu như không nghiêm trọng, sao tự dưng đang thượng triều lại bị ngất đi vậy? Lão gia, lão gia, không hay rồi, không hay rồi. Thái sư nhà nói Dương thế tử bệnh tình nghiêm trọng nên phái ngự y tới chẩn bệnh. Cản lại đi, đừng để ông ta vào, mau lên. Không được, đại phu phụng chỉ tới đó. Mau đi tiếp chỉ. Dạ. Mạn Đà, tránh mặt đi. Nào, tránh mặt đi, mau. Coi bộ ngày ấy không tin con, lỡ để thái y truyền ra ngoài con giả bệnh thì sao đi? Để ta nghĩ cách chặn ông ta lại. Hiền đệ, con cứ tiếp tục giả bệnh, chúng ta tùy cơ hành sự. Mời. Lão gia. Thưa tướng đại nhân. Ca thưa đại nhân.
Ngài đây là... Thái sư cũng rất lo cho bệnh tình của Dương Thế Tử, cho nên đã xin hoàng thượng cho hai thái y tới khám bệnh, mong thừa tướng hãy giúp cho. Dương đại ca, huynh đừng hù muội mà, huynh tỉnh lại đi. Dương đại ca, Dương đại ca, Dương đại ca, đau, đau quá. Ngươi chính là ca thư sao? Lần trước chính ngươi phái người bắt ta nhốt lại, tên xấu xa này còn mặt mũi tới nhà ta hả? Hả? Hey, già la, con không được vô lễ. Cha, con không muốn nhìn thấy hắn đâu. Cha đuổi hắn đi đi. Được rồi, không được quậy phá nữa. Con... mà mời thầy bắt mạch giùm đi. Dạ. Bẩm thừa tướng, bẩm ca thư đại nhân, Dương đại nhân tâm mạch hỗn loạn, tim nóng suy sụp, quá thật là triệu chứng kinh sợ quá độ. Giờ nếu đã vậy thì mong Dương đại nhân hãy bảo trọng thân thể. Dương đại ca, thừa tướng, hạ quan trở về phục mệnh đi. Mời. Dương đại ca, Dương đại ca. Ôi, phụng chết ta rồi. Dạ. Ôi, phụng chết ta rồi. Ôi, phụng chết ta rồi. Ôi, sắp bị mũi nướng chín rồi đó. Con như vậy là sao hả? Xin lỗi Kiên Nhi đi. Nè, con thiệt đúng là nhà đầu tinh quái mà. Kiên Nhi, xin lỗi con nha. Dạ, không sao. Ai à, bởi vậy chúng thần xác nhận Dương Thế Tử quả thật đã bị kinh sợ dẫn tới ngất xỉu. Lùi xuống đi. Dạ. Thái sư, phen này chắc khanh cũng tin rồi chứ. Trẫm cũng biết khanh muốn thu phục quân quyền vì muốn tốt cho quốc gia. Nhưng mà quốc sư à, dù sao khanh cũng chỉ lớn hơn trẫm vài tuổi thôi, vẫn hơi thiếu một chút già dặn chín chắn rồi. Nếu lúc trước thần không già dặn chín chắn thì lúc thúc phụ bạo dòng, thần đã một đao kết liễu người nào đó, tránh để người đó bây giờ ở đây nói năng lại nhại. Nhìn cái gì mà nhìn? Các vị, từ lâu đã nghe nói kiếm pháp A Hồ Ca rất giỏi. Hôm nay mọi người đã vui vẻ tới như vậy, chi bằng A Hồ Ca biểu diễn kiếm pháp cho chúng ta xem, thấy sao hả? Trong Dương phủ có rất nhiều vũ cơ nhan sắc khuynh thành, còn hay hơn kiếm pháp thô thiển của tại hạ rất là nhiều. Tại hạ không muốn mọi người chê cười. Đúng. Ta nên đoán ra sớm là A Hồ Ca muốn so bì với những vũ cơ này của ta. Cũng phải, nếu đã xuất thân giống nhau vậy thì so bì với họ cũng công bằng thôi. Sao hả? Có cần ta mời những vũ cơ này so tài với huynh hay không? Hả? Không cần đâu. Cười chê rồi. Người đâu, người đâu? Mưu nghịch, bắt hắn lại cho ta. Dương gia,
Như vậy không ổn đâu. Dù cho tướng quân nhất thời lỡ tay, thì Dương gia cũng không nên để hai chữ mưu nghịch này gán vào người ngài ấy. Hai chữ mưu nghịch nói ra thì dễ, nhưng làm không tốt sẽ ảnh hưởng tới triều cương. Quốc trụ đại nhân, nói chuyện phải cẩn thận đó. Ngài không thấy vừa rồi hắn cầm kiếm hành thích Bổn Vương hay sao? Ta chỉ đang múa kiếm cho Dương gia xem thôi. Vũ Văn Hổ, ngươi có tin là hôm nay Bổn Vương sẽ lấy mạng ngươi? Hành thích Dương hầu không phải đơn giản nói một câu là xong đâu. Dương hầu? A Hộ ca, có phải là ngươi đã quên mất thân phận của chính mình hay không? Con có một ả tạp chủng tiện nô mà có mặt mũi tự xưng là Dương hầu. Nhìn cái gì hả? Bổn Vương cho ngươi biết, đừng cứ dùng đôi mắt xanh kia để nhìn Bổn Vương. Chắc là ngươi không biết, mỗi lần Bổn Vương nhìn thấy đôi mắt màu xanh kia của ngươi, nghĩ tới việc còn phải xưng huynh gọi đệ với ngươi, Bổn Vương lại cảm thấy vô cùng buồn nôn. Ta nói cho ngươi biết, ngươi căn bản là không xứng đáng ngồi cùng một chỗ với ta. Dương hầu và tướng mỗi người mỗi khác. Mẫu thân của hoàng đế đầu tiên từng vào Câu Lan, nhưng lại có thể thống nhất thiên hạ. Dạy Thanh xuất thân từ Hung Nô, nhưng cũng bình định được Hung Nô. Xuất thân thì không ai chọn được, nhưng người đó làm gì thì có thể chọn được. Lúc nãy Vũ Văn tướng quân múa kiếm cho Dương gia xem, ánh sáng xoẹt qua rất có uy lực, rất tốt. Lúc đó tất cả những người trong phòng đều im lặng như tờ. Lúc đó nàng ấy khiến ta kinh ngạc trước vẻ diễm lệ của mình, tới giờ ta vẫn còn nhớ. Sớm biết như vậy thuộc hạ thực sự đã... Chuyện đã xảy ra rồi thì không cần phải nhắc lại nữa. Chuyện giữa ta và nàng ấy đã qua thời điểm thích hợp. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ không mở to mắt nhìn nàng ấy gả cho kẻ khác đâu. Độc Cô Tín tính toán thâm sâu, dám đem tính mạng mình ra đảm bảo, giữ nguyên binh quyền trong tay trụ quốc. Nhưng mà những lão già đó thật sự sẽ một lòng tận trung hay sao? Mùi lui xuống trước đi, ta muốn ở đây yên tĩnh một mình. Sao vậy? Có gì cứ nói thẳng. Nô tỳ lo lắng. Có gì phải lo chứ? Chuyện đã tới nước này, nên như thế nào thì cứ làm như vậy thôi. Hiện thực sẽ đẩy người ta đi về phía trước, ta không có gì oán trách cả, cũng không thấy thiệt thòi. Nô tỳ lo cho cô nương sẽ buồn. Mặc dù nô tỳ không biết tình cảm nông sâu thế nào, nhưng ít nhất là nô tỳ có thể nhìn ra đối với cô nương. Được rồi, đừng nói nữa. Trên đời này tất cả những đôi nam nữ vì yêu nhau mà ở bên nhau, mà những cặp chia xa không có nghĩa là không yêu, chỉ là không thể nào sống dựa vào nhau. Vậy nô tỳ xin cáo lui. Đêm khuya trời nhiều sương, mong cô nương sớm về phòng. Ra đây đi, ta biết chàng đang ở đây. Bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi. Lương thần mỹ cảnh, nàng than thở gì vậy? Thái sư quả nhiên là khác biệt. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cửa lớn Độc Cô gia ta đối với chàng mà nói có mà như không. Chỉ cần ta muốn gặp nàng thì không có gì có thể ngăn cản. Tình cảnh bây giờ khiến ta nhớ lại lúc chúng ta mới quen nhau. Phật tổ trên cao, tín nữ chẳng cầu gì nhiều, chỉ mong ngày nào đó có thể được gả cho người làm chủ thiên hạ. Nếu như có thể thành hiện thực
nhất định sẽ mang thật nhiều vàng bạc tới tạ ơn Phật Tổ. Nguyện tương lai được gả cho bá chủ thiên hạ. Người dân hương này là ai vậy? Hình như là nữ công tử của nhà Độc Cô tướng quân thì phải. Cha! 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 Bà nhớ khuya chậm thôi. Bà nhớ sao không chờ ta vậy hả? Ủa, A Hổ Ca, sao huynh lại ở đây? Sao đây, Trường Sơn này chỉ có hai người được tới à? Vị nữ công tử này là... Vị này là đại tiểu thư của nhà Độc Cô tướng quân, tên là Độc Cô Bàn Nhược. Bàn Nhược, vị này là đại tướng quân Vũ Văn Hổ. Xin chào Bàn Nhược nữ công tử. Xin chào đại tướng quân. Huynh đệ hai người cứ nói chuyện với nhau đi, ta đi trước một bước. Sao vậy? Mới thua ta có một trận, bây giờ đã đòi đi hả? Cung tên trên tay của nữ công tử không phải chỉ là vật bài trí chứ. Tiễn pháp hay. Nhưng phải thi tài cưỡi ngựa, ta sẽ nhường cô nửa thân ngựa. Ai cần ngày nhường chứ? Ai tới đầm Bích Thủy trước thì người đó thắng. Cha. Được, bao nhiêu năm rồi mới lần đầu ta thấy một nữ tử có thể phi ngựa ngang hàng với ta. Ủa, hai người ở đây làm gì? Ê, heo rừng có gì đâu phải sợ. Im miệng. Hả? À, qua chân múa tay phải không? Đương nhiên không phải. Tốt hơn hắn nhiều đó. Nữ tử trong thiên hạ ta gặp rất nhiều rồi, nhưng chưa gặp người nào như cô.
Ngài vô sĩ! Nè, cô bỏ lại hắn không quan tâm đó à? Đó là chuyện của Vũ Văn và các người, không liên quan đến ta. Nhưng hình như vừa rồi chúng ta quấn quýt lấy nhau mà. Cô bỏ lại hắn không quản thiệt sao? Vừa rồi ta chỉ là bị chó cắn một cái, sao lại coi như là quấn quýt không rời được? Ngài không xứng. Nhưng nếu nàng không quấn quýt lấy ta thì sau này làm sao gả cho chủ thiên hạ? Có ý gì? Ngày đó ở trong chùa, lời nàng cầu xin với Bồ Tát ta đều nghe thấy rồi. Tiểu tử Vũ Văn Dục nhìn thấy một con heo rừng là bị dọa tới ngất xỉu, tương lai làm sao có chí vấn đỉnh thiên hạ được đây? Vậy ngài có sao? Nếu như không có, sao ta dám trêu chọc nàng? Vừa rồi lúc ta hôn nàng, nàng có cảm giác gì đối với ta? Ta hiểu rõ hơn ai hết. Độc Cô Bàn Như, gả cho ta đi. Vũ Văn Hộ, ngài rất có sức hấp dẫn không sai, nhưng chưa tới mức khiến cho Độc Cô Bàn Nhược ta hồn mê điên đảo. Mỗi lần cãi nhau, nàng đều mặc kệ ta xoay người bỏ đi, bắt ta đích thân phải tới xin lỗi mới chịu bỏ qua. Sao hả? Lần này lâu như vậy vẫn chưa hết giận à? Chuyện của muội muội nàng là ta làm không thỏa đáng. Ta biết trong lòng nàng không thoải mái, cho nên là mấy ngày nay ta đều không tới gặp nàng. Bây giờ phụ thân nàng nhận chức thừa tướng rồi, ta không phải là không nói trước với nàng. Đại quyền của hai ty nếu như ông ấy muốn, ta sẽ chia. Nàng vết thương của Dạ La cũng tốt rồi, nàng cũng xả giận rồi. Hiện tại muội muội nàng sắp có hôn sự, đừng có tức giận với ta nữa, được không? Nàng nhìn coi, vết thương trên tay của ta tới bây giờ vẫn chưa lành. Đưa cho ta xem. Lòng ta cũng đau, nàng hãy xem đi. Vũ Văn Hộ, có một số chuyện nếu đã xảy ra rồi thì không thể nào xóa mờ. Chuyện bây giờ đã trở thành như thế này, cha ta bất luận như thế nào cũng sẽ không cho chúng ta ở bên nhau. Những lời trước khi chúng ta từng nói đó, hãy quên đi. Chúng ta tình đầu ý hợp lâu vậy, nói quên là quên. Thiên Thu Bá Nghiệp đã nói trước kia cũng quên luôn à. Bàn Nhược, không có ta sau này có thể hoàn thành giấc mộng Độc Cô Thiên Hạ của mình? Nàng làm hoàng hậu thế nào đây? Việc này không cần chàng lo. Nếu ta còn không lo, chỉ sợ nàng sẽ cấu kết với Vũ Văn Dục đó. Những ngày này Vũ Văn Dục tới nhà nàng cũng không ít hả? Hình như hắn tặng cho nàng không ít đồ. Mấy ngày trước nàng còn bí mật gặp Tưởng Thái Y, xác định việc Vũ Văn Giác sinh con khó khăn. Bàn Nhược à, nàng tính toán cũng thật kỹ lưỡng. Nàng cho rằng ta sẽ trơ mắt ra nhìn nàng gả cho Vũ Văn Dục, sau đó giúp hắn đoạt đế vị hay sao chứ? Nếu như chàng đã biết rồi, vậy sau này ta cũng không cần phải giấu giếm chàng nữa. Hãy nhớ ta từng nói với chàng, không được tổn thương người nhà của ta. Chàng lại không quản thuộc hạ của mình cho tốt, vậy nên đừng trách ta. Sau khi chuyện này xảy ra, ta hiểu rất rõ. Tuy rằng chàng và ta đồng lòng, nhưng mà thuộc hạ của chàng thì không. Nếu không, tại sao rõ ràng biết quan hệ của chúng ta mà hắn còn dám bắt cóc Già La chứ? Chàng dám nói toàn bộ chuyện này, bọn họ hoàn toàn không nói gì với chàng sao? Ít nhất chàng từng ngầm đồng ý họ làm tổn thương tới cha ta. Con người của chàng thật sự quá thâm độc, không cho phép một chút bất tuân nào. Cho nên chàng đã để ý việc cha ta tiếp nhận chức vị thừa tướng như vậy. Một người muốn ngồi lên đế vị không thể chỉ dựa vào một mình chàng mà được. Chàng nói ta nghe, trong văn võ bá quan khắp triều có ai thật sự là đồng minh của chàng? Mà ta ra sức làm mối quan hệ của chàng và cha ta được tốt đẹp, để cha giúp chàng một tay. Bây giờ thì sao? Người tạo ra cục diện như vậy, đó chính là chàng. Muốn chinh phục thiên hạ, chỉ mình ta là đủ rồi, hoàn toàn không cần đồng minh gì hết.
Vậy chàng cần gì phải để ý việc ta gả cho ai? Độc Cô Bàng Nhược, ta nói cho nàng biết, cho dù nàng nói cái gì, ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn nữ nhân mà ta yêu thương gả cho người khác đâu. Nếu phụ thân của nàng dám gả nàng đi, ta sẽ giết ông ấy. Nếu như Vũ Văn Dục dám cưới nàng, ta cũng sẽ giết hắn. Thứ chàng biết cũng chỉ có chiêu này thôi. Độc Cô Bàng Nhược, nàng thật sự cho rằng ta không dám ra tay với nàng sao? Có trộm! Có trộm! Có trộm, có trộm kìa! La lớn lên! Có trộm! Có trộm! Chàng mau ra tay đi! Mau bắt trộm đi! Tránh lát nữa có người tới đây, chàng lại không chạy được. Nàng ý vào việc ta thích nàng. Người đâu? Có trộm! Có trộm kìa! Mau bắt trộm đi! Đại cô nương, sao không sao chứ? A tỷ, tỷ không sao chứ? Vừa rồi muội thấy hai người ở đây, muội lao giữ dân hộ làm gì hại tỷ, nên mới cùng với Hà Ca làm loạn ở bên kia. Sao rồi, hắn có làm gì hại tỷ không vợ? Hả? Không sao, không sao. Đám cẩu nô tài các ngươi, vừa rồi ở trên triều, tại sao không một ai nói thay cho trẫm? Ta biểu ngươi không nói hả? Ngươi, ta nuôi các ngươi có tác dụng gì? Cả A Ung Đế Tiễn này, tại sao lại không nói? Tại sao không chịu nói? Ta bắt đệ phải nói. Thánh thượng, hãy nói đi. Dừng tay. Thánh thượng, thánh thượng bớt vào hoàng đệ ruột của người. Nếu như có gì sai sót cũng không thể dùng tư hình trong cung được. Nếu như đánh đẻ bị thương, Vũ Văn Hộ chỉ cần nói người không trọng nghĩa hiếu, người sẽ gặp phiền phức đó. Vậy hôm nay quả nhân sẽ tha cho đệ. Quả nhân còn phải thưởng đệ tới Đồng Châu làm thứ sử, nơi đó đặc biệt vừa quan tàn vừa loạn lạc. Nghe nói chắc chắn là quân Tề sẽ qua đó chinh phạt. Hy vọng đệ sống lâu một chút. Truyền chỉ bệ hạ sắc phong Phụ Thành Dương làm đại tướng quân, xuất trấn Đồng Châu, lập tức khởi hành. Dạ. Dạ. Chân cần che em. Cô nương, cô nương, cô nương vui không? Cô nương sao vậy? Phụ Thành Dương hả? Từ từ thôi cô nương. Điện hạ đã đánh người thành ra như vậy, thánh thượng còn bắt người tới Đồng Châu xa xôi nữa, tới một chiếc xe ngựa cũng không cho, có phải quá đáng lắm không? Không sao hết, không sao. Dạ La. Chuyện này rốt cuộc là sao? Sao tự nhiên thánh thượng đánh huynh rồi dán huynh đi Đồng Châu vậy hả? Không có gì hết, muội đâu phải không biết. Trước giờ thánh thượng luôn không thích ta mà. Không được, muội phải nói với cha của muội để ông ấy kêu thánh thượng thu hồi thánh chỉ. Đừng đi Dạ La. Độc Cô thừa tướng đã đau đầu về quốc sự rồi, không nên đắc tội với thái sư, lại đắc tội với thánh thượng nữa. Nhưng mà huynh yêu ớt như vậy, còn Đồng Châu thì lại đang loạn lạc. Lỡ không như... có đâu. Bây giờ sức khỏe của ta tốt hơn trước nhiều rồi. Hơn nữa, có nam nhân nào không muốn chinh chiến tứ phương, làm đại anh hùng đại hào kiệt chứ? Bây giờ ta không dễ gì có được thực quyền, muội nên vui cho ta mới đúng chứ. Dạ La ngoan, cười một cái đi mà. Trước khi ta đi, có thể gặp được muội, ta không còn gì nuối tiếc nữa rồi. Vậy muội sẽ gửi thuốc tới cho huynh, huynh nghe uống nha. Được, muội yên tâm đi. Dạ La, sau khi ta đi, muội cũng đừng quên ta được không? Tất nhiên là không quên rồi.
Dạ La, ta vốn muốn đợi tới khi muội 16 tuổi cập kê ta mới nói với muội, nhưng giờ ta không đợi nổi nữa. Ta rất thích muội, ta vẫn luôn thích muội. Muội đừng nói gì hết. Ta cũng biết chuyện này quả thật quá bất ngờ với muội. Bây giờ muội không cần phải làm gì, điều duy nhất cần làm là hãy bình an khỏe mạnh ở kinh thành đợi ta, đợi ta khải hoàn trở về. Cho dù là thánh thượng cũng không thể tùy ý làm nhục ta. Nhất định ta sẽ thật dễ dàng cưới muội về, có được không? Nhất định ta sẽ thật dễ dàng cưới muội về. Trời ơi, làm sao đây? Thôi, không được nghĩ, không được nghĩ nữa, không được nghĩ nữa. Hay thiệt là. Ủa, sao Quỳnh ở đây chứ? Phụ Thành Dương đi rồi, sợ muội buồn, qua đây coi thế nào. Đúng là có buồn thật. Nghĩ thoáng chút đi, huynh ấy có thể cai quản một huyện vẫn tốt hơn là một vương gia nhàn rỗi trong triều. Ta nói với huynh chuyện này, huynh đừng có nói với người khác nha, được không? Hôm nay khi ta đi tiễn A Ung lên đường, huynh ấy nói là huynh ấy thích ta, còn nói sau này muốn cưới ta nữa. Vậy muội đồng ý với huynh ấy chưa? Trong tình huống đó không đồng ý được sao? Vậy muội thích hắn không? Thì có chút chút, nhưng ta chỉ là cảm thấy huynh ấy đột nhiên đi như vậy, Đồng Châu lại xa xôi, ta không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại huynh ấy đây, trong lòng thì hơi mất mát chút. Anh em, vậy lúc huynh nhớ nhị tỷ á, trong lòng có cảm giác giống như ta không? Cũng không khác lắm. Được rồi, vậy coi như là ta thích huynh ấy đi. Sau này gả đi rồi, ta còn có thể làm dương phi. Dù sao cũng là phẩm cấp cao, gặp những mệnh phụ khác cũng không cần hành lễ nữa. Muội đó vẫn còn nhỏ lắm, cái gì cũng không hiểu. Vậy nếu huynh thấy ta nói không đúng thì nói cho ta biết đi, đừng cứ nói ta vẫn còn nhỏ hoài nữa. Ta ghét nhất nghe câu này luôn á. À phải rồi, ta lại hỏi huynh một chuyện nữa nha. Huynh cảm thấy thánh thượng có phải là người tốt không? Nếu như ngài ấy là người tốt thì sao đối xử tệ gia ở Ung vậy? Rõ ràng biết sức khỏe huynh ấy không tốt lại bắt huynh ấy tới nơi xa xôi. Nhưng nếu ngài ấy là người xấu thì sao cha ta lại giúp đỡ ngài ấy chứ? Thậm chí không tiếc gì ngài ấy mà mạo phạm Vũ Văn Hộ nữa. Chuyện này hơi khó giải thích. Thôi ta hiểu rồi, ta cũng chỉ muốn nói vậy thôi. Cha, thiệt thòi cho cha rồi. Hôm nay chuyện Vũ Văn Hộ làm loạn trên triều, nếu như con sớm nói cho cha biết, con như huynh ấy đã cắt đứt từ sớm, để cha chuẩn bị sẵn tâm lý cũng sẽ không ra thế này. Nhưng mà cha yên tâm, sau này con sẽ tìm thời gian nói rõ chuyện này với huynh ấy. Tốt nhất là như vậy. Suy cho cùng ta cũng không muốn xung đột với hắn, tới lúc đó sẽ chỉ khiến cho trăm họ lầm than, người bị hại cũng chỉ là lê dân bá tánh. Chỉ cần hắn có thể cho thánh thượng đủ thể diện, ta sẽ không làm lung lay địa vị thái sư của hắn. Con hiểu rồi. Con cũng phải tự mình chú ý an toàn, hắn đích thực là một tên điên. Nữ nhi đã biết. Còn nữa, buổi chầu sớm hôm nay ta bên ngoài cửa cung
nên Đô Dương đã cản ta lại. Hắn nói với ta là hắn muốn cưới con. Con thật sự đồng ý gả cho hắn sao? Tự thu xếp ổn thỏa đi, chính mình nghĩ sẽ rõ ràng là được rồi. Công tử có bệnh còn đến hỏi thăm, giống nên cảm kích. Chỉ là bây giờ đã giờ hợi rồi, cô nương nhà tôi cũng đã nghỉ ngơi. Ê, bận tới mức quên cả thời gian. Không sao, ngày mai ta lại tới thăm nàng ấy. Công tử đi thong thả. Chàng đi rồi. Ừ. Chàng đã khỏe hơn chưa? Chàng ấy tự đi tới đây hay là ngồi kiệu tới vậy? Cô nương, người đã lo lắng cho ngài ấy vậy, sao lại còn nhẫn tâm? Nếu ta không nhẫn tâm thì vận mệnh tương lai sẽ nhẫn tâm với ta. Nếu ta thân cận với chàng ấy, sau này làm sao có thể từ chối hôn nhân với cha? Nhưng dù sao đi nữa, ngài ấy cũng là thế tử. Nô thì biết là người đối với phụ thành Dương cũng. Nhưng mà bây giờ ngài ấy bị thánh thượng đưa đi Đồng Châu rồi. Hả? Hả? Ây à, vậy phải làm sao đây? Nhưng mấy vị thái tử khác tuổi vẫn còn nhỏ, lẽ nào chỉ có cái tên nước Triệu Trụ kia? Ê, không được, đó là tên vô dụng mà. Sau này nếu ta gả qua đó thì đời này của ta sẽ... Cô nương, người nhất định phải nghe nô tỳ khuyên một lần. Nhũ nương chơi Dương thái tử không đủ tốt, tự nhiên có lý của bà ấy. Nhưng có một câu nói rất hay, phải bưng nồi lên trước, mới đặt chén xuống cũng không muộn. Hay để thần thiếp làm cho. Không cần đâu, thân thể của nàng yếu nên nghỉ ngơi trước đi. Chủ thượng, phái người đi theo thái sư đi. Dạ. Đỗ đại nhân đến rồi. Quận chúa có gì dặn dò? Quận chúa Thanh Hà, không được. Tùy tùng của ta ngẫu nhiên phát hiện ra kẻ ăn cắp bảo vật gia truyền của ta lại ẩn nấp trong tủ lâu này, cho nên mới mạo muội mời đại nhân đến đây. Hạ quan nguyện vì thái sư và quận chúa mà dốc công khuyến mã. Nè, a tỷ của ta đâu rồi? Làm gì? Quận chúa Thanh Hà dẫn theo Kinh Triệu Doãn tới đây rồi kìa. Xin đại nhân nhanh chóng bắt giữ ác tặc, nhanh chóng mang món bảo vật mà tiên đế ban tặng về. Chủ thượng, chủ thượng, chủ thượng. Sao vậy? Già lá. A tỷ, không hay rồi. Quận chúa Thanh Hà dẫn người tới bắt tỷ. Cô ấy tới ngay ngoài cửa rồi kìa. Cô ấy còn dẫn Kinh Triệu Doãn tới nữa. Sợ gì chứ, cô ta có thể làm gì được ta? Thái sư, quận chúa làm vậy rõ ràng là muốn làm lớn chuyện. Tới lúc đó ngài thì không có sao, nhưng mà nếu A tỷ để người khác nhìn thấy ở cùng ngài như vậy, thanh danh của tỷ ấy, thanh danh có độc cô bọn ta sẽ bị tiêu tan hết đó. Lần này phải làm sao mới tốt đây? Có cách rồi. Từ bây giờ thì mọi người phải nghe theo muội. Cô nương, cô nương. Tặc đang ở đâu? Có chuyện gì vậy? Đỗ đại nhân, ngài tới đây có chuyện gì không? Thái sư ở đâu rồi? Thái sư. Thái sư gì? Ở đây không có thái sư, chỉ có cô nương nhà ta một mình uống rượu ở đây thôi. Đây không phải là thất nữ công tử của nhà thừa tướng đại nhân sao?
Đỗ đại nhân, chẳng lẽ cô nương nhà ta ở đây uống rượu phạm phải luật pháp gì sao? Vị phu nhân này là... Quận chúa, người xem trong căn phòng này ngoài trừ độc cô nữ công tử ra không có ai khác. Người xem đi. Chắc là tiện nô đó nhìn lầm rồi, mới phiền ngài mất công một chuyến tới đây. Đỗ đại nhân yên tâm, quay về ta sẽ cắt lưỡi tiện nô đó. Uống cho say. Cô nương, ban ngày ban mặt ở trong phòng uống rượu mua vui, còn tự các nữ công tử nhà độc cô các người có giáo dưỡng lắm, đúng là mất mặt. Hết rồi, hết rồi, lấy rượu thiếp, lấy thêm đi. Hả ca, lấy rượu. Bọn họ đi hết rồi. A tỷ, nếu tỷ muốn nói gì với hắn thì nói cho rõ đi ha. Sau này đừng có dính líu tới hắn nữa. Coi đám người lúc nãy đi, muội sợ sẽ xảy ra chuyện đó. Thôi được, ta biết rồi, mọi người ra ngoài trước đi. Chàng thật quá tàn nhẫn. Lúc nãy Kinh Triệu Doãn dẫn người xông vào đây, kết quả sẽ như thế nào? Chàng thì tốt rồi, nhiều lắm chỉ thêm một danh hiệu phong lưu. Còn ta thì sao? Ngoại trừ bị thân bại danh liệt ra, còn có thể liên lụy cả nhà độc cô ta. Còn cha ta, rất có thể vì xấu hổ mà từ chức. Chuyện này rất hợp lẽ thường tình. Thái sư, chàng biết tính toán quá. Ban Nhược à, nàng nghĩ nhiều quá rồi, sao ta có thể tính toán với nàng được? Vậy chàng giải thích sao với ta đây? Từ trước tới nay, Tôn phu nhân như không hề tồn tại. Là trùng hợp xuất hiện vào ngày hôm nay, là trùng hợp biết được phải tìm ta ở đây. Cô ấy vừa ra chiêu, chiêu nào cũng chí mạng. Ban Nhược à, ta biết bây giờ nàng rất tức giận, nhưng xin nàng bình tĩnh suy nghĩ. Nếu ta thật sự muốn tính kế gì nàng, lúc nãy ta sẽ cùng nàng trốn trong đó hay sao? Chỉ cần phát ra một chút âm thanh, bọn họ chắc chắn sẽ biết ngay. Chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Rốt cuộc là ai để lộ tin tức, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Tóm lại, ta sẽ cho nàng một câu trả lời. Ta cần câu trả lời này để làm gì? Chuyện này, kẻ sai khiến chỉ có hai người. Một người là chàng, một người là Tôn phu nhân. Nếu như chàng xác định được rồi thì sao? Sao hả? Chàng giết cô ta sao? Chàng cũng nghe thấy lúc nãy cô ta nói gì rồi. Lần này cô ta ra ngoài, chắc chắn sẽ rêu rao là già la nhà ta. Ban ngày uống rượu, hành vi không đoan chính. Chàng có thể ngăn chặn được mọi lời đồn sao? Ta sẽ cố hết sức. A Hộ, chàng hãy thừa nhận đi. Bây giờ có bao nhiêu người, bao nhiêu việc kéo chân chúng ta. Cho dù chúng ta thật sự có lòng, cũng không có lý do để ở bên nhau nữa. Mối tình này, ta còn tiếc nuối hơn chàng. Cả hai chúng ta, tình sâu duyên mỏng, tạo quá trêu ngươi. Tất cả chuyện ngày hôm nay, coi như ta nợ nàng. Nàng muốn ngồi lên ngôi hoàng hậu, vậy nàng cứ làm đi. Nhưng mà có một chuyện, nàng phải nhớ, vĩnh viễn không được động lòng với Vũ Văn Dung. Nếu không, ta thà rằng giết chết nàng đi. Ngốc quá. Từ sau khi ta gặp chàng, sao ta có thể thích người khác được? Nàng hãy thề với trời. Độc cô Bàn Nhược, ta xin thề với trời, đời này kiếp này chỉ yêu một mình Vũ Văn Hộ thôi, tuyệt đối sẽ không động lòng với bất cứ ai. Nếu như vi phạm lời thề, ta sẽ chết không được tử tế. Ta cũng nguyện như vậy.
Chủ thượng, thế thân bên kia đã sắp xếp xong rồi. Đợi phu nhân về tới phủ sẽ nhận được tin ngài di phục đi săn. Hơn nữa bên phía ông chủ và cả cửa tiệm kia, thuộc hạ cũng đã dặn dò rồi. Lúc nào người cũng có thể rời đi. Chỉ có điều bên phía phu nhân dường như đã đem tin và La tiểu thư uống rượu mua vui phát tán ra ngoài rồi. Thân thể quận chúa vẫn luôn không khỏe, hôm nay ra ngoài trúng gió, từ đó bệnh tình nghiêm trọng, liệt giường không dậy nổi, cũng là điều bình thường. Dạ, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Từ nay về sau, chuyện của nhà độc cô các ngươi đừng quản nữa, chỉ lo làm thêm mấy việc khiến Vũ Văn Giác thất đức vô năng và đem danh dự của Vũ Văn Dục quỷ đi cho ta. Chủ thượng, ý của người nói là nàng ấy muốn làm hoàng hậu, cứ để cho nàng ấy làm đi. Dù sao xưa nay việc hoàng hậu quá bùa rồi lại gả đi cũng không ít. Hơn nữa, so với việc đoạt hoàng vị lấy thân phận nhiếp chính vương để cưới hoàng hậu, e lại càng hợp lý hơn. Ca thư, người thấy sao? A tỷ, không sao rồi chứ? Không sao rồi. Ta mong sau này người đó sẽ không nhắm vào nhà chúng ta nữa. Vậy thì tốt. Dạ La, hôm nay thật sự đa tạ muội, may mà có muội ở đó. Nhưng mà ta thấy phu nhân của hắn nhất định sẽ ôm hận trong lòng, ta sợ sau này cô ta sẽ truyền ra những lời đồn không có lợi cho muội. Vậy thì có làm sao đâu, thích thì cứ đồn đi. Chỉ cần tỷ không lằng nhằng với Vũ Văn Hộ đó nữa thì muội cũng coi như là yên tâm được rồi. Nhưng mà A tỷ, lúc nãy muội thấy tỷ với hắn. Không có đâu, muội đừng nghĩ ngợi lung tung. Không có thì tốt. Tỷ thật sự định gả cho Vũ Văn Dục hả? Đúng vậy. Tỷ thật sự không thích người đó chút nào sao? Nhưng mà như vậy thì có ổn không? Người ta vẫn nói giữa phu thê với nhau nên tôn trọng lẫn nhau mà. Phu thê tôn trọng lẫn nhau thì cứ tôn trọng là được rồi. Kết hôn tức là kết hợp cái tốt của hai bên. Trên đời không có nhiều chuyện lưỡng tình tương duyệt như vậy đâu. Chỉ cần để người đó biết được, để người đó cho là ta thích người đó, vậy là đủ rồi. Nhưng mà... Được rồi, bây giờ muội vẫn còn nhỏ, đợi sau này muội lớn rồi thì muội sẽ hiểu thôi. Muội đã lớn rồi mà, còn mấy ngày nữa thôi là muội tròn 16 tuổi rồi. Không, đừng mà. Không sao chứ? Phu nhân à, phu nhân, ta không cam tâm. Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ali. Dạ. Đi truyền khắp nơi. Ta phải để cả cái kinh thành này biết nữ nhân độc cô gia bọn họ kẻ nào cũng là dâm phụ vô sĩ. Dạ. Phải không? Phải không? Thì không là nhà này đó, không nhà gia trời ơi, chính là nhà này đó luôn đó. Trời ơi, không ngờ nói không ngờ nhà nó ngoan lắm, con nhà của nhà giáo. Trời ơi, nhà này không ngờ vậy, khoe các gì kỳ vậy trời. Đàn bà con gái mà trời ơi, thiệt khó hiểu nổi luôn á. Tại sao lại làm ra mấy chuyện như vậy chứ? Hiểu nổi luôn mà. Quỳ xuống. Con một thiếu nữ còn chưa xuất cát mà dám chạy tới tửu lầu uống rượu với người ta, lại còn cá cược vớ vẩn nữa. Cha ơi, cha đừng nghe người ta nói bậy mà. Con còn không thừa nhận nữa hả? Khắp kinh thành đều nói đầy cái tai rồi. Con chỉ là uống chút rượu thôi, có gì lạ đâu. Con còn mặt mũi mà nói với ta vậy sao? Cha ơi, con sai rồi. Nếu đã biết sai rồi
Vậy bao nhiêu ngày qua lại không tới nhận tội với ta, còn dám bỏ tiền ra mua chuộc đám nha dịch che giấu tin đồn này. Hừ, con đã hủy hoại hết cả thanh danh của Độc Cô gia chúng ta rồi. Hey, đều tại ta chinh chiến xa trường nhiều năm như vậy, lơ là quản giáo con, còn khiến ba tánh thiên hạ nhìn Độc Cô gia ta thế nào hả? Thế nào đi? Cha ơi, cha ngồi xuống trước đã. Cha coi chừng ảnh hưởng tới sức khỏe. Cha ơi, cha không liên quan tới Hà Tiễn đâu, là lỗi của con hết đó. Nếu giận thì cha cứ đánh con là được, đừng tổn hại tới sức khỏe mà. Cha ơi, là do con không tốt, con sai rồi. Cha, Già La từ nhỏ là con chăm sóc muội ấy lớn lên, nay muội ấy phạm lỗi là trưởng tỷ khó tránh khỏi trách nhiệm, muốn phạt thì cứ phạt con là được rồi. Con, rốt cuộc các con muốn làm cái gì đây? Này có trưởng nữ của thừa tướng Độc Cô Tính, đoan trang nhã nhặn, thành thạo lễ giáo, đặc biệt sắc phong Ninh Đông Dương Phi, chọn ngày hành lễ khâm thử. Thần tiếp chỉ. Ngô Hoàng dạng tuế, dạng tuế, dạng tuế. Đứng lên. Chúc mừng thừa tướng. Đã làm phiền công công. Ninh Đô Dương Điện Hạ đưa sinh lễ tới. À, chúng ta mau nghênh đón Điện Hạ đi. À, mời thừa tướng. Ây da, trang trọng quá. Thần cung nghênh Điện Hạ. Có chuyện gì vậy? Người đó là Điện Hạ đó. Đúng. Độc Cô đại nhân. Thấy cô khác. Điện Hạ, chiếu thư ban hôn là nghi lễ của triều đình. Hôm nay Tiểu Dương muốn dùng lễ của nhân gian cầu hôn lệnh ái với ngài. Tiểu Dương đảm bảo sau này sẽ yêu thương thê tử, để thê tử không lo không nghĩ. Mong Độc Cô đại nhân ân chuẩn. À, không dám không dám. Có thể nhận được sự yêu thương của Điện Hạ là phúc của thần rồi. Điện Hạ mời. Mời. Thái sư nói mong cô đừng quên lời thề hôm đó, không được cài trâm của nam nhân khác tặng nữa. Điện hạ, ngài không thể vào được. Điện hạ, có cản ta nữa. Đây là nhạc phụ đại nhân đặc biệt khai ân cho ta gặp cô nương nhà ngươi, chỉ nói vài câu ta sẽ đi nhanh thôi mà. Điện hạ không thể vào đâu. Điện hạ. Bàn Nhược, sao ngài lại tới đây? Ta tới là muốn nói với nàng, có thể cưới được nàng á, ta thật sự rất là vui. À, ta xin thề sau này ta sẽ thật tốt với nàng, tất cả mọi chuyện ta đều nghe nàng hết. Thật vậy sao? À, nếu sau khi thiếp gả vào phủ Dương gia, có phải là mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ từ trong ra ngoài đều do thiếp làm chủ không? Đương nhiên rồi, nàng chính là chủ nhân của Ninh Đô Dương phủ, nàng không làm chủ thì ai làm chủ? À, đúng rồi, dựa theo quy định của phượng sách chúng ta, ngày định thân hôm đó đàn ông phải tặng cho nữ nhân chưa qua cửa một cây trâm, gọi là thành lễ. Cho nên á, ta đem tới đây, nàng coi có đẹp không hả? Trâm đẹp lắm. À, vậy ta đeo giúp nàng. Điện hạ, vậy cô nương sắp tới rồi, ngài vẫn nên về trước đi. Mạng đà sắp tới rồi, ngài về trước đi, bị mùi ấy nhìn thấy sẽ không tốt đâu. Được. Bà Nhược à, ngày lành tháng tốt đã chọn xong hết rồi, nàng đợi ta nghe. Mời. Nói với chủ tử các ngươi, chuyện ta đã đồng ý với hắn, ta sẽ không quên. Dạ. Hà ca. Cô nương. Nè, sao bên ngoài náo nhiệt vậy? Là ai tới hả? Đó là tam công, tam cô, tam khanh trong triều, còn có mấy vị tướng quân trụ cột tới nữa. Trong phủ đang bày mấy bàn tiệc lớn. Lão gia lấy bướu lạc đà mới có được đem đi đãi khách rồi. Bướu lạc đà sao? Ôi trời ơi, vậy sao nhốt ta trong phòng chứ? Bệnh ta hết hẳn rồi mà. Thầy ghét, hại ta cả bướu lạc đà cũng không được ăn nữa. Lão gia đều muốn tốt cho người mà. Người không nghĩ xem, tình trạng sức khỏe của người bây giờ không thể mệt mỏi. Yến tiệc tứ hôn hôm nay, khách khứa tới lui tấp nập, người còn là nữ nhân chưa xuất giá, quả thật không thích hợp lộ mặt.
Nhưng mà họ cũng không thể không đưa bố Lạc Đà qua đây cho ta chứ. Cứ để ta đói chết vậy sao? Đại cô nương dặn dò rồi, mấy ngày nay cô nương chỉ được ăn đồ thanh đạm. Thơm quá. Bố Lạc Đà. Hả ca, đem cất đi, lát nữa ta ăn ha. Dương kia, huynh được lắm á. Sau này ta nhất định ở trước mặt nhị tỷ sẽ nói tốt cho huynh ha. Ta không cần, muội cứ từ từ ăn. Ấy, hôm nay thái sư không tới rồi. Sao huynh biết? Ôi trời, chuyện tự làm bẩn thanh danh của muội không phải học từ ta sao? Đám người đó cũng thật ngu ngốc, một nha đầu trẻ con như muội sao biết uống rượu ban ngày chứ. Mấy bữa nay trong triều cũng rất kỳ lạ, vũ văn hộ đó cứ như điên khùng không yên, đoán mò cũng biết tại sao rồi. Nhưng mà thật sự cũng kỳ lạ, đại tỷ có muội sao lại vừa ý hắn. Trời ơi, đây là chuyện bí mật, huynh không được nói với người khác nghe chưa? Nhị tỷ cũng không được luôn. Ừ, muội yên tâm, ta không nói với người khác. Dương thúc phụ không được, nằm mơ cũng không được đó. Được, nằm mơ cũng không được. Quân tử nhất ngôn. Muội ăn từ từ, tới đi trước đi. Nhà đầu thúi này cũng không biết sau này muội trưởng thành sẽ dễ dãi với tiểu tử thúi nhà nào nữa. Ai. Ê, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Trong số những nữ nhi của bác trụ quốc chỉ có nhà huynh là gả nơi tốt nhất. Ây da, triệu huynh thật sự chê cười rồi. Không phải vậy đâu. Lũng tay quận công và thế tử tới. Lão Lý cũng tới rồi. Lý hiền đệ. Ây da, độc cô huynh, các vị thân huynh, chào mọi người. Lý hiền đệ, hôm nay là ngày đại hỷ của Duyên Minh Châu trong tay của huynh. Tiểu đệ lấy vật đạm bạc không đáng là bao, xin nhận cho. Hey, ai mà không biết lão Lý đệ là đại tài chủ có tiếng. Hey, để có thể chuẩn bị lễ vật đạm bạc sao? Còn huynh nói kia kìa. Hey, đây là con trai của đệ hả? Đây chính là con trai Trần Nhi. Ta thấy thanh thượng gọi hết trụ quốc vào kinh, cho nên ta mới dẫn nó đi theo, mở rộng tầm mắt. Con trai, chào hỏi các vị thúc bá đi. Thưa độc cô bá bá, triệu bá bá và mọi người, xin thỉnh an mọi người. Miễn lễ. Quả nhiên là một nhân tài, thật sự rất giống Lý Hiền đệ đó. Không biết bây giờ đã đọc sách hay luyện tập võ gì? Con đang học văn sử từ Quan Trung đại nho nhĩ tiên sinh, thỉnh thoảng cũng tập cưỡi ngựa bắn cung. Rất tốt, văn võ song toàn đó. Xem như quà gặp mặt. Mau đa tạ đi con. Vậy là tặng ngọc bội rồi đó nè hai vị. Hay là nhân ngày vui ngày hôm nay, hai người các vị cũng kết thông gia đi, không phải vẫn còn một đứa chưa gả hả? Hai trụ quốc kết thân không phải môn đăng hộ đối rồi sao? Đúng rồi. Cấp gì đại nhân, chúng ta vào trong nhà ngồi đi. Được. Đi thôi. Ngon quá. Cô nương người ăn chậm thôi. Tam cô nương. Hả? Sao vậy? Lão gia kêu Tam cô nương ra bái kiến các vị thế thúc thế bá, còn đặc biệt dặn dò ăn mặc cho chỉnh tề. Được biết rồi, lập tức ra ngay. Tốt quá rồi. Cô nương, muội đi chuẩn bị y phục cho người. Ngày đại hỷ khó khăn lắm mới được ra ngoài, chúng ta tất nhiên phải trang điểm cho thật đẹp. Trời ơi, xinh quá. Mau thăm kiến Lý Thúc Thúc đi. Xinh ha. Thăm kiến Lý Thúc Thúc. Đây chính là Tiểu Già La sao? Đúng vậy. Hay già, quả nhiên đoan trang ngọc khiết, xinh đẹp thông minh. Đúng rồi. Ta giới thiệu với con nha, đây là khuyến tử Lý Trần. Tham kiến Lý Thế Quỳnh. Mau lên con. Gọi ta là biểu ca được rồi. Mẫu thân của A Trần và Lệnh Đường là tỷ muội họ hàng xa. Chỉ có điều
Bây giờ đã không còn nữa. Chúng ta là người thân. Chúng ta là người thân đó. Thế Thúc bớt đau buồn. Biểu ca huynh cũng đừng buồn nha. À, trong hồ nước hậu viện nhà ta có nuôi nhiều cá vàng lắm á. Vui lắm, ta đưa huynh đi xem nha. À phải đó, Dạ La. Con thấy cha làm chủ nhà đón tiếp biểu ca Lý Gia cho tốt nha. Dạ. Mau đi đi. Mau đi đi, đi đi. Thật mình coi. Dễ thương quá. Đây không phải là một đôi trời định hay sao chứ? Quỳnh có mắt nhìn lắm, Triệu đại nhân. Thật có mắt nhìn.